Anh à. Gì? Hai dĩa cơm tấm sườn mì chả, nhiều sườn vừa bị vừa chả. Sườn nhỏ nhỏ nè, tao không bị lãng tay mày. Đây. Gọi liền, gọi liền. Dạ. Đây. Gọi gì gọi nhiều ấy. Ăn không hết xong rồi còn không có tiền mà trả nữa. Ai bắt mày trả? Cái này là tao trả. Coi như cái chầu này là tao khao mày được là một suất đưa học bổng đi du học. Sao không nói sớm? Mày mà nói sớm ấy, tao kéo mày ra đầu hẻm ấy, ăn cho nó hoành tráng. Chứ bạn bè gì khao nhau ăn cơm tấm. Ý trời 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 trời. Dám chơi cơm tấm của ông Long ha, đỡ đất. Anh Long ơi. Chưa gì hết là nó chơi cơm tấm của anh đó nha. Mai mốt mà đi Mỹ về nha là anh không chơi với nó nữa. Cặp mặt nha Long. Riêng mách ai ấy, mà mách anh Long ấy, để tao phụ mày mách cùng luôn. Anh Nam ơi, anh Nam. Hả? Ây. Đức cơ kêu giờ anh kìa. À, mày nha mày, nghe rõ ràng nha. Không có gì rồi. Mày đặt chơi cơm anh Long nha. Mày chơi thoải mái đi. Quán ổn mà đâu phải quán của tao. À, thôi dừng nha. Đúng rồi chứ. Thoải mái đi em. Giỡn thôi. Biết sao tao khảo đây không? Sao? Tại vì nơi này, cái quán cơm tấm vui vẻ này là cái nơi tao với mày gắn bó. Cho nên là khao mày đi Mỹ ở đây là đúng. Cái gì? Dạ? Nghe thấp thoáng của ai nói là chuẩn bị đi Mỹ hả? Đây đây, Đức. Ôi, du học Mỹ. Trời ơi. Nó sướng gì ta? Hay quá vậy. Nào giờ là anh coi trên TV là thấy Mỹ không mà chưa được thấy ngoài đời. Ê, rảnh rảnh cho anh đi ké chứ. Không. Người ta học giỏi, người ta mới được sức bổng đi bên đó mà không nghe hả? Ủa chứ học ngu cũng được đi hả? Mình đi đâu? Mình đi phá người ta chứ đi đâu? Trời ơi, anh Nam ơi, ở trường nó chỉ có một suất thôi đó. Ủa là trong nó đi đó, là du học 4 năm, tu nghiệp được luôn. Ê, Đức, đi Mỹ nha, nhưng mà phải nhớ uống nước nhớ nguồn nha. Nhờ ăn cơm bao nhiêu năm trời ở đây, mày có trí thông minh, mày mới học giỏi, mày mới đi du học. Qua bên đó làm ơn quảng cáo quán cơm giùm tôi một cái nha, để cuộc đời tôi được đi Mỹ được chưa? Mày đừng có xàm quá, mày đừng có nhảm quá luôn. Sao mày ăn nhiều hơn người ta luôn á, mày ăn mà riết cái mập thay nè. Mà tao thấy mày không thông minh hơn xíu nào chứ vậy? Thì có ăn nó mập thay đó, nhưng mà tại vì ở chung với người không có thông minh nên nó mới vậy. Nè, thôi đi trong, có được gấp không? Đi trong lo làm đi cho tụi nó tâm sự. Được cái sự cà khịa không ai bằng. Bởi vậy sao? Thì đó. Thôi, anh cậu. Nè, làm gì vậy? Không ăn cơm đứng thẳng thời vậy? Hả? Sao tao không đi nữa quá? Gì? Mày không đi du học hả? Ừ. Mày điên hả thằng Quý? Du học ở trường là chỉ có một suất thôi. Tao trao cho mày. Với lại, mày biết không? Cái suất du học này coi như là thành quả ăn học của mày mấy năm trời. Cơ hội thăng tiến của mày nữa. Mày sao không đi hả? Tao lo cho mẹ tao. Cái gì? Tao ở sang bên kia ấy thì thế nào cũng xong, vất động sống được. Nhưng mà còn mẹ tao nữa. Mẹ tao cứ ở nhà lùi thủi một mình. Làm sao mà tao lo được? Trời. Tưởng cái gì? Giấy ẹt. Đây. Nè cầm đi. Bát là ngày sinh nhật của tao. Cái gì đấy? Tiền tiết kiệm của tao. Trời ơi. Hai tay của tao làm nên á. Mày xạo. Cái thói của mày ấy, không bao giờ mày bỏ được. Cứ khi nào mày nói xạo là mày lại gãi đầu gãi tai này. Mày nói thật đi. Tiền này ở đâu ra? Của ông bà già tao. Nói chung là ông bà cho tiền tiết kiệm á, gọi là của hồi môn đó, để dành sau này thôi. Nhưng mà giờ tao thấy số tiền này chưa cần tới, cho nên đưa cho mày trước để cho mày xoay sở. Vậy đi qua bển xài đi ha. Đi du học đi. Còn có chuyện mẹ mày dễ lắm. Thời buổi này rồi, thời buổi hiện đại rồi, nhớ nhau đúng không? Cầm điện thoại lên rồi. À, video call đó, hai mẹ con thấy mặt nhau tươi cười đỡ nhớ liền. Có gì đâu. Rồi còn có chuyện gì nữa, alo tao, chạy qua chăm sóc giùm cho. Ha. À. Thôi, kỳ lắm. Tao với mày là anh em thật đấy, nhưng mà tao thấy làm vậy lợi dụng mày lắm, tao không thích. Lợi dụng cái gì mà lợi dụng? Ai biểu mày là bạn của tao? Nè. Mày có coi tao là bạn của mày không? Có. Nếu mày là bạn của tao, mày đối xử với tao như thế nào, tao sẽ đối xử với mày như thế đó. Hiểu không? Cảm ơn mày nhá. Ô hồng.
Anh Long. Ok ừ. Cưng. Dạ, em uống miếng nước nha. Uống đi, okay, uống đi. Uống đi, thoải mái đi. Dạ, làm cho em hộp cơm luôn đi. Hộp cơm rồi, 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 đi ngủ nha. Dạ, 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 dạ. Nè. Anh Long Hồ. Anh có phải là anh Long Hồ không? Ủa, em là... Dạ, dạ, em là Nhân. Hồi đó em học chung trường với anh. Em mới vô khóa 1, anh học khóa 3 rồi. Mà lúc đó anh nổi tiếng lắm, em hâm mộ anh lắm luôn á. À. Lúc nào vô trường, anh cũng đi xe tay ga. Anh nổi tiếng là đại gia trong trường luôn mà. Mà chắc giờ anh lên rồi đâu còn đi tay ga đó đúng không anh? Chắc anh đi xe bốn bánh không đúng không anh? Ừ. Nè Hồ, cơm nè. À, cơm. À, thôi anh có công chuyện rồi, thôi anh đi ha. Ăn cơm đi. Anh Long Hồ! Anh! Chưa đưa tiền. Hỏi quá trời hỏi, không trả lời. Bỏ đi luôn. Đúng là nhà giàu chảnh chẹ. Bộ em không biết gì hết hả? Biết gì chị? Nhà Long Hồ phá sản rồi, chảnh gì mà chảnh. Công ty làm ăn thua lỗ, ba nó hả bệnh ngủm luôn. Giờ nghe nói đâu mẹ nó già cũng bệnh bất vượng ở đâu á. Đúng là cuộc đời lên do xuống chó ha. Sông có khúc, người có lúc mà. Em mà như ảnh chắc em nhục chết luôn á, không dám nhìn ai luôn á. Sao mày lạ vậy? Sao im lặng vậy? Không có ra hả? Đang định ra đó nha, khỏi nhắc cũng nhớ hả? Thôi mấy ngày xong qua được con nè. Chụp đầu nó liền. Thôi được rồi. Này 30, kia 30, hai dĩa 60, thanh toán giùm tiền cái. Gì vậy chú? Chưa ăn xong mà. Bây giờ tôi thích lấy tiền trước được không? Lỡ như lấy tiền mấy người ăn xong mấy người quỵt mấy người chạy hay sao? Rồi lúc đó ai nhục hả? Trời trời chú, chú nhìn con nè. Con cái, gì? Cái mặt con gì mà ăn quỵt chú hả chú? Nè, cái mặt này á, tôi mới không tin tưởng đó. Mà tôi nhắc nhở vậy nè, mai mốt á, có nói xấu người ai á, thì để ý quan sát sau lưng cái người mà mình nói xấu á, có đứng sau lưng mình không? Nha, có nghe được câu chuyện không? Trời. Lúc đó người nhục mới là mình đó. Trời chú ơi chú. Ổng đi nãy giờ rồi đó chú. Đi thiệt không? Anh Nam. Kìa. Dạ, em gửi tiền hộp cơm nãy. Được rồi, để anh tính tôi này trước đã. Đây, 30. Bà kia, 30. Nha. Bà mốt đừng ghé này nữa nha. Buôn bán mà đuổi khách trời. Đuổi khách cái gì? Khách mà loại như mấy người á, đâu ai muốn tiếp. Ủa, hai người đó làm phiền anh Nam với anh Long hả? Làm phiền anh gì đâu. Tại nói những lời khó nghe cảm thấy bực bội không muốn tiếp vậy thôi. Nè, cái tiền nó từ từ trả được mà. Làm gì tới chơi lui chơi cho nó cực vậy? Dạ thôi. Tại vì em nhớ còn thiếu nợ cái em thấy bức rứt quá. Trả cho nó xong. À, em đi ạ. Chị nhé. Dạ. Nè. Rồi, chúng tôi cái thằng quỷ này thiệt tình đúng không? Ừ. Ê. Thiệt là một thằng nhỏ đáng thương. Ê, 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 cái này đúng, cái này đúng. Chứ chơi là không đúng. Tính cãi ra mà cái này đúng. Cãi cãi nó kẹp mỏ liền. Không, đúng hoàn cảnh thiệt. Ê. Mà nhớ hồi xưa nó như Đức, hai thằng cũng ngồi cái quán này bàn chuyện tương lai vậy á, mà cuối cùng một thằng gãy ngựa, không biết thằng kia giờ sao nữa. Lâu quá không gặp nó, không có tin tức gì luôn. Thôi không sao đâu, tao tin thằng Hồ là người tốt, thế nào cũng người giúp đỡ nó đâu mà. Người tốt á, thường thường á là gặp trắc trở, không bao giờ suôn sẻ trong cuộc sống. Vậy á mà có những người sống tệ, nhân viên thì không phát lương, dễ mà cứ sống phay phay được hay thiệt. Nè, nghe, tao kẹp thiệt, tao rứt ra một cái luôn, đừng nói tại sao tao ác nha. Kẹp ta? Sao không kẹp? Mày nói cũng gà khỉa tao là sao? Được, nó xấu sau lưng người ta là không ai bằng thôi. Ủa, xấu sau lưng nào? Nó xấu trước mặt mà. Đang nói xấu. Ồ, nãy lúc mày nói câu đó là mày nhìn người ta, cái lưng mày đi vào tao. Đây, cái dai. Cái dai gì thì nói xấu sau dai người ta là không tốt, nha. Ồ, cái gì nói được á. Vậy đó mà làm chủ mày được. Trời điên, 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 điên. Hai chục nó không thoát nổi luôn thiệt. Khó lắm, khó ăn dễ được ăn của ngoài lắm. Ôi da. Ủa, mẹ, mẹ. Ủa con. Mẹ có sao không? Ngồi xuống đi. Đau. Con nó nói là mấy cái chuyện này để con về con làm cho. Mẹ làm chi vậy? Trời thì cũng đâu có, ngày thường mẹ cũng làm đâu có sao đâu. Tự nhiên hôm nay cái nó hơi mệt chứ. Rồi thôi mà, thôi phải không? Ừ. Sao con đi làm có mệt không? Dạ. Mẹ. Ê. Trên đường về á, là con đã đóng tiền điện nước xong rồi. Rồi. Đây, còn cái này là, dạ đây là tiền chợ của mẹ nè. Rồi, đây là tiền tiêu vặt của mẹ. Trời ơi. Mẹ muốn thích cái gì, muốn ăn gì thì cứ mua ha. Tiền chợ rồi còn cho mẹ tiền tiêu vặt nữa hả? Rồi còn tiền của con đâu? Con có tính học đại học lại không? À,
thì con nó nói mẹ rồi, nhà mình khoảng ráng năm nay nữa là sẽ êm xuôi, thì lúc đó con sẽ tính lại chuyện của con nha. Thôi thôi, con vô phòng nghỉ ngơi nha, xong rồi con sẽ ra dọn cơm, rồi mẹ con mình ăn cơm chung nha. Person to love or admire. My mother is a person from Mars. She devotes a lot of time and energy to the world. My two brothers and her, she always make time. Cái gì? Cái gì hậu? Mày bị gì hậu? Cái gì? Em có việc làm rồi anh Nam ơi. Cái công ty mà em Hồng Vân á, báo với em là nhận em rồi. Vậy đó hả? Dạ. Hay quá rồi, gì nữa? Là trời, vậy là chúc mừng mày rồi. Chúc mừng em nha. Dạ. Dạ. Cái việc này nhiều tiền lắm cho nên là em. Rồi, mừng rồi. Dạ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ mình có việc làm, mình có lương cao rồi. Bây giờ là ăn thêm một dĩa cơm nữa. Nè, ở đây nó đang vui, mà ép mua ép bán là sao? Cái chỗ này không có chuyện đó nghe chưa? Không phải mình ăn cơm chứ, mình ăn mừng gì đó mà. Nó cũng đúng nè. Ăn thêm đi, đừng có lo lắng gì tiền bạc hết trơn á. Cái này có nhiều chúc mừng rồi bao nhiêu tiền á là cứ trừ hết vào lương của thằng Nam. Tôi bất cần quá, tự nhiên là ăn tiệc của hồ, tự nhiên cái trừ tiền cho con lương con là sao? Quậy đâu nghe, giờ muốn cười liền luôn á trời. Ôi trời ơi, em biết là anh Long nói giỡn rồi. Quen cái miệng. Quen gì nói giỡn chứ mà thôi mày ơi, bây giờ vậy đi, coi như là bữa nay ngày vui game em bảo luôn, chơi xả láng luôn. Bây giờ mọi người ăn gì em bảo luôn, với lại là tiền cũ em còn thiếu nhiều á em trả luôn. Sợp dữ vậy thì cứu luôn hả? Dạ. Thôi được rồi, không có nhiều hết. 7.2 triệu. Tôi nhớ được có 200 ngàn. 7.2 triệu luôn đó. Đúng rồi. Thiếu nó thiếu 200 mà. Nhưng mà 7 triệu tiền lương của con. Chứ lúc mày tao trả tiền mày bắt tao trả. Mày điên hả? Thì đợi ông chủ chừng nào mới trả. Giờ nó có tiền nó trả cho con. Mày biết, đừng có đi người vừa thôi. Ôi chết. Long hô. Khó lấy lương á. Quá. Ôi trời ơi, thằng Điếp hức nè. Cái gì? Đức Hiếp. Mày bước qua đây. Lao không à. Trời ơi, tao... Long Hô. Ui. Mấy năm rồi, sao mày không liên lạc gì với tao? Mày quên tao rồi đúng không? Ủa, Đức hả? Đúng rồi, tao này. Em chào anh Nam. Em chào anh Long. Chào em. Trời, tưởng nó quên luôn. Chứ nãy giờ vô nó mới chào thôi. Ôi, dạo này cười vẫn không thấy Tổ Quốc ha. Mắt Đức Hiếp ha. Thôi rồi, để chứ. Thôi, nói chuyện đi, coi như là hai tuần đúng ở đây. Cái thằng này, mấy năm trước tao về ấy, tao kiếm mày mãi mà không ra. Mày về kiếm tao hả? Tao tưởng đâu mày đi du học xong rồi cái mày làm việc lâu dài bển luôn nhá. Khủng quá, phải về chứ. Tao nhớ nhà lắm, nhớ mẹ tao nữa, với cả không phải về đây lập nghiệp nữa. À, dạo này sao rồi? Bác gái thế nào rồi? Hai bác ba má tao vẫn khỏe. Khỏe lắm. Với lại nhà tao chuyển đi rồi. Chuyển đi xa lắm. Dung biết sao không? Tại nhà cũ hơi hơi cũ quá. Chuyển xa ở quê cái cho nó yên tĩnh nghỉ dưỡng đó mà. Được rồi. Thế thì tí nữa cho tao cái địa chỉ. Có gì tao qua thăm bác gái nhá. Lâu lắm không gặp ở đây. Từ từ. Có điện thoại đó. Chờ tao tí nhá. Alo. Nam anh Long, thương em. Đừng có nói chuyện gia đình của em cho Đức nó biết nha. Giấu giùm em nha. Tại sao phải giấu? Giúp em đi bà nhé. Rồi biết rồi. Ok, được rồi, tôi có việc bận rồi. Chắc là có gì để tí nữa tôi gọi lại cho nhá. Bên đối tác mới gọi. Gặp được mày rồi, sẵn tiện tao muốn hỏi luôn mày việc này. Cái chuyện nhà tao hả? Thì hồi nãy nãy tao có nói với mày rồi đó. Nhà tao chuyển xa ở quê đó yên tĩnh. Tao là cũng biết thì ba mẹ mình muốn thì mình chiều thôi.
Thì tao chịu thì cho về quê xa chút. Nói chung mày đừng... Mày giờ đó không hợp với mày đâu. Mày đừng về. À, cái này hả, giày dép đồ là mượn của anh Long với anh Nam nè. Trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ của hai ảnh đó mà. Già quá đâu biết làm gì đâu. Em mới mượn của hai anh, phải không anh Long anh Nam? Mày nói xạo á, mà bản thân mày còn không thấy tin được nữa. Mày nghĩ coi ai tin được mày. Thôi em về nha. Tại nhà mới xa, ba mẹ trông cái lo lắng cho em á. Về chuyện nha. Đừng lo đó. Long Hồ, tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi? Thì chơi với nhau từ nhỏ rồi, nên ít nhiều gì ấy, tao cũng hiểu mày. Nên là từ nãy giờ ấy, tao biết là mày toàn nói xạo không? Đâu có đâu, tao nói xạo đâu, tao nói thiệt mà. Tao chơi với mày từ bé rồi. Mỗi lần mày nói xạo ấy, lúc nào mày cũng vò đầu bứt tai kìa. Tao... Anh Nam nói cho tao nghe hết rồi. Gì vậy anh Nam? Chuyện nhà của em tự nhiên nói chi vậy? Mày cũng đâu trách anh được. Năm lần bảy lượt nó đến hỏi anh, nó hỏi nhà mày, anh trả lời là anh không biết. Nhưng mà nó tới hoài à. Anh thấy con nhỏ nó cực khổ quá, nó đi tới đi lui mà không kiếm được nhà, thấy tội nó quá, nên bắt buộc anh phải nói thôi. Ai cũng vậy mà đúng không? Ông chủ cũng vậy mà đúng không? Sao giống được? Ngày xưa mày là công tử ở đất Sài Gòn, còn tao thì chẳng có cái thá gì cả. Nhưng mà mày vẫn không khinh thường tao, mày vẫn chơi với tao. Đấy mới là điều tao quý. Nhưng mà còn nữa, ngày xưa khi mà tao chuẩn bị đi du học ấy, tao không có một đồng nào trong túi. Tao lo rất là nhiều thứ. Mày đến, mày đưa tao tất cả tiền tiết kiệm của mày. Nhưng mà tao... Còn cái ngày mà tao ở bên nước ngoài ấy, mẹ tao đau ốm sắp chết, tao không biết làm một cái gì. Nhưng mà tao có mày, mày lo tất cả mọi thứ cho tao. Mày lo tiền, mày lo viện phí, mày lo tất cả. Nhưng tao... Tại sao tao về đây tao tìm mày mà mày cứ trốn tránh tao hoài vậy hả? Mày sợ đúng không? Mày sợ rằng tao về đây tao không làm bạn với mày nữa đúng không? Đúng! Chuyện gì cũng thể xảy ra hết, gây cả tình bạn. Nhưng mà với tao thì không. Một ngày là bạn ấy, thì mày mãi mãi là bạn của tao. Mày không tin ấy, mày xem đi. Ủa cái công ty này mới vừa kêu tao qua dọc phỏng vấn mà, kêu tao ngày mai đi làm nữa. Đúng rồi, chính là công ty đấy đấy. Mà tao chính là người sáng lập ra công ty đó đó. Vậy là mày... Tao nói với mày rồi, ai bảo mày là bạn tao? Mày đối xử với tao như nào ấy thì tao sẽ đối xử lại với mày như thế. Còn nhớ ai nói câu đấy không? Nếu mày là bạn của tao, mày đối xử với tao như thế nào, tao sẽ đối xử với mày như thế đó. Nó y như con với ông chủ vậy đó. Đâu có, tụi nó đẹp trai hơn tao mày nhiều. Nhưng mà giống về tính cách. Chỉ khác một điều thôi. Thì cái gì? Con á thì không bao giờ bỏ ông chủ, nhưng ông chủ chắc chắn có thể bỏ con. Nè, tao gấp cái mỏ giờ nha. Mày điên hả?